Trở lại bản tin ngắn. Trở lại ông Jim Jordan, một người rất là uy tín của đảng Cộng Hòa. Ông Jim Jordan là người bầu được nhận rất là nhiều cái lá phiếu của cái đám 20 đứa mà chống lại Kevin McCarthy đó. Nào là Andy Buck, nào là Chip Hoy Roy, nào là Paul Luna. Ok. Trong một cuộc họp kín của House Freedom Caucus dành cho những người vào đêm qua, trong đó có một số những nhân vật như là dân biểu Jim Jordan, Warren Davidson đã ủng hộ cái dự luật được thông qua bởi ông Kevin McCarthy gọi là đạo luật trách nhiệm tài chính. Ông nói lần đầu tiên chúng ta thực hiện được chi tiêu ít hơn mà đó chưa bao giờ xảy ra, ông Jim Jordan nói. Dự luật tăng trưởng giới hạn 31.000 tỷ quốc gia cho đến tháng 1 của 2025, ngăn chặn tình trạng vỡ nợ thảm khốc nếu có thể xảy ra vào ngày 5 tháng 6. Dự luật bao gồm giới hạn chi tiêu tùy ý trong 2 năm tới cùng với một số nhượng bộ khác để lấy lại một số tiền chưa sử dụng qua sự kiện phân bổ của tập 19 và mở rộng yêu cầu làm việc đối với một số người nhận phúc lợi. Trong khi đó, một thành viên của House Freedom Caucus đó là Warren Davidson, trong khi thừa nhận rằng có rất nhiều điều không thích trong dự luật, cho biết một số điều chưa từng có và ca ngợi khả năng của đảng Cộng Hòa đã đạt được trách nhiệm tài chính khi phải đối mặt với Thượng viện và Tòa Bạch Ốc do đảng Dân Chủ kiểm soát. Các đảng viên của đảng Dân Chủ đã phản đối việc đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào để đó lấy một trần đàn. Ông Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, nói thêm rằng cái khoản tiếp tục giải quyết đó là dân biểu Thomas Massey đã đề xuất giúp đảng Cộng Hòa kiểm soát nhiều hơn trong việc hạn chế tài trợ cho Bộ Tư pháp, mục tiêu hàng đầu của Chủ tịch Bộ Tư pháp. Điều khoản của Massey cho chúng tôi cơ hội dành những gì điều đó. Ông Jim Jordan nói điều đó nó khác thực tế và đơn giản lần đầu tiên trong chính mức nợ trần đã lần đầu tiên chúng ta thực sự cắt giảm chi tiêu. Ông Jim Jordan nói rằng ông ta và Massey đã gặp Kevin McCarthy vào thứ ba để bảo đảm rằng họ hiểu cái điều khoản và được thiết kế thúc đẩy cái đảng Cộng Hòa qua 12 dự luật phân bổ thay đổi vì tổng hợp dự luật tài trợ cho chính phủ. Và đó là lời tuyên bố của ông Kevin McCarthy. Và đó là bản tin ngắn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Xin lỗi, đó là lời tuyên bố của ông Jim Jordan. Tôi là nhớ lộn là Jim Jordan. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.